Hiện tại là mình thấy thằng Tú nó đang chồm ra đi vệ sinh kìa. Bảo phóng lại coi thử to không. Đó, nó đang chồm lên trên mấy cái hành của cái phao, nó mặc áo phao vô và nó đang chắc nó đang đi cầu các bạn. Cái quần luôn rồi kìa, nó cái quần rồi kìa Bảo. Một chai nước trà nha, rồi giờ làm gì nữa? Nói chung là mình xin tồn uống điện trước luôn, lỡ sau này có bị lạc thì uống điện trước luôn. Theo như mình xem mấy cái tin tức các kiểu thì khi mà mình uống nước tiểu vô vi khuẩn các kiểu nữa là tinh thiết nhất, uống lì luôn. Bởi vậy vậy giỏi vậy, bởi vậy về vì mục tiêu chiến thắng với lại vì anh né né ra nha, anh né ra. Nó ngọt kìa. Cái cây nó có rất là nhiều mấy cái trái như vậy luôn nè bạn. Bạn thấy mấy cái trái của nó không? Có mấy cái trái như vậy. Nhưng mà mấy cái trái này ăn không được nha. Dục, mình phải đạo củ của Bảo nha. Các bạn thấy Bảo có củ không? Đây, củ Bảo khá bự thôi Bảo. Được cô, cái này mấy cô, ăn không? Ừ, cô, Bảo thiệt luôn á. Đầu tiên là mình sẽ chọc cái vô chùa mình vô đời hit mấy bạn, nhưng mà mình sẽ cố gắng chọc phí hết. Ok, mời chọc phí hết thưởng thức. Mày hết rồi, phí hết làm gì à, vô chùa đi đang tỉ rồi như một hối quen. À ngọt như vậy là mình ăn vô chuột vô lại vừa các bạn. Cái đó phí hết bận gì vậy hả?